Đức Phật khi ra đời tại Linh Sơn Khứu đó để thuyết, thì lúc đó Ngài thuyết trong năm thời. Tại cái trung tâm của Ấn Độ khi xưa là để núi Kỳ Sà Quật đó, Ngài thuyết trong năm thời tại đó. Cho nên thì năm giây là năm thời thuyết pháp của Đức Phật khi xưa. Ngài muốn nhắc lại là cái thời thứ nhất Ngài thuyết trong cái bộ kinh A, Ngài là Hoa Nghiêm Đại Thừa đó, để độ bậc tối căn thắng sĩ, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Kinh Hoa Nghiêm lúc bây giờ Ngài thuyết 21 ngàn, 7 lần 3 21 ngàn. Ngài thuyết cái bên kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm để độ bậc tối căn thắng sĩ, không lần rằng Phật pháp không có một cái giáo pháp cao siêu. Cho nên Ngài thuyết cái bộ kinh Hoa Nghiêm đầu tiên là 21 ngàn. Bây giờ đến cái thời kỳ thứ hai thứ ba là A Hàm Thập Dị Phương Đẳng Bát. Kinh A Hàm là kinh nghĩa là pháp tứ đế đó, là khổ tập diệt đạo. Đức Phật mới thuyết qua như vậy là 12 năm thuyết kinh pháp tứ đế, 8 năm thuyết kinh phương đẳng, tức là nói qua là 12 duyên sanh, đó là hai thời, tức là A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát. Đến cái thời thứ tư đó là Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, 22 năm Ngài thuyết cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định tinh tấn trí tuệ, 22 năm Ngài độ các hàng Bồ Tát. Như vậy là thời kỳ thứ tư. Thời kỳ thứ năm là Pháp Hoa Niết Bàn cổ độ Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn nói qua tứ dụ luận tâm, đó là năm thời. Thêm không? Không thắc mắc thì cho qua. Còn ai lên hỏi thêm không? Không thì tôi đọc thêm nghe. Dũng phải không? Ừ. Trực tiếp rồi mời luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép mà cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa Đạo Liên, đại diện cho gia đình, hôm nay thì cũng là nhằm cái ngày đáo lễ thường niên cúng cơm cho người thân, và cũng có ngày dựng lại một cái đạo tràng để tuyên dương lại lời dặn tiếng lòng của Đức Thầy. Thì em cháu lên đây cũng xin đưa lên hai câu, cũng mời chú Mười diễn giải cho toàn thể chú Di Đồng Đạo mà chúng ta cùng nghe chung. Đời người ta giống thiệt không dây, chưa vô duyên chưa biết lời thầy nói xa. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi giờ đây thì cái tranh thủ thời gian vì chúng tôi đảm trách chỉ trong một tiếng đồng hồ thôi chúng tôi cũng rất tranh thủ thì tiết kiệm lắm. Thì giờ đây đến cái đề này cũng gọi là cái đề thứ ba rồi, do nên cái đề Dũng đây là người ở K8 cũng nêu lên hai câu là đần ta giống thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa, từ trên tới dưới thủng quà, hay hơn châu báu một ngày giàu sang. Thôi đi, cái phần này bốn câu này, hai câu này ở đâu, có phải nằm trong cái bài từ giả bụng đỏ khắp nơi? Mà cái bài từ giả bụng đỏ khắp nơi thì viết câu nào? Phải là ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, mà gồm có 158 câu, đồng với cái bài văn dầu bụng đỏ 158 câu, và đồng đoàn nêu ra hai câu đần ta giống thiệt không dây. Ở đây cô bác anh cho em biết Đức Thầy là một vị Phật, Ngài dùng cái lối nhân cách quá, dùng cái đề tỷ dụ kinh, tức là trong quanh trường A Hàm Ngài rút trong 12 bộ kinh vào đây nè. Cho nên từ đó hôm nay nơi nào nói về kinh thì nói về kinh, nơi nào nói về sử thì nói về sử. Thưa quý vị, bây giờ thầy dùng cái lối nhân cách quá, cũng như nói rằng thầy lạc tới không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ gà, cũng là có lối là nhân cách quá nữa đó, ám chỉ cho con gà con dịch, thầy muốn ám chỉ cho cái chuyện thầy dạ đạo ra sao. Rồi bây giờ hôm nay là thầy dùng cái danh giờ cái tiếng đời, đờn ta giống thiệt không dây. Vậy thì cái chữ ta là đã danh từ, mà đờn tức là thầy dùng cái phương tiện, dùng phương tiện nói. Ở đây cô bác anh chị em còn nghe rằng nó tiếng đờn hò liếu cống sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Bốn cung đàn hò liếu cống sang là bốn cái giọng đờn. Bốn cái giọng đờn này là bốn cái bậc đó, vừa rồi chúng tôi trình bày qua đậu mè bắp khoai, bà con nghe rồi đó, thì chúng tôi khỏi phần giải trả lời. Mà ở đây Đức Bình Vô Chủ muốn nói rồi, hôm nay Đức Thầy dạy dỗ chúng sanh ra đủ bậc rồi, từ cái bậc thần thánh Phật tiên, từ cái bậc nhân đạo, gọi là lấy cái ngũ thừa Phật giáo đem ra mà dạy dỗ đây nè. Cho nên trong cái quyển nhất của Đức Thầy nói nè, tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi giống thiệt có đần 5 giây, tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm dày, cho giải quả căn nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Bà con mình khi ngày đọc qua trong cái quyển nhất rồi đó, người ta lấy làm lạ, thầy nói đem theo trong sách mà bạc hàng 80 là cái gì đó, rồi 5 giây ra làm sao. Ở đây thầy dùng cái danh từ này nói là gọi là nhân cách quá. Ở đây nói cho nó rõ, cô bác anh chị em thông cảm, hiện giờ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã được các cái trường lớp người ta đã đào tạo rồi, đào tạo giáo lý viên trên 300 người,
rồi tất cả tín đồ Phật giáo Hảo mình được quyền coi kinh, đọc giảng, tra cứu. Cho nên từ đó hôm nay chúng tôi cũng không có học về bên giáo lý Phật, ở bên cái trường lớp bên giáo lý gì. Ở đây thì lấy cái sần sức học của tự học của chúng tôi mà thôi à. Thì bây giờ ở đây căn cứ theo cái câu đờn đó của Đức Thầy dùng cái danh từ, nó có hai ý nghĩa. Cái thứ nhất đó là Thầy dùng cái danh từ là đờn ta chúng thì không dây, là ám chỉ cho vô tướng. Thầy nói qua vấn đề tinh thần vô vi của đạo Phật giáo cổ truyền ngày xưa do Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời giả dạo, giả đạo lấy cái chánh giáo, đặc biệt là vô vi chánh đạo. Cho nên trong có động văn của Đức Thầy viết: quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỏi người ơi, hay đạo vô vi của Phật ân cần, nối theo chí Thích Ca ngày trước. Cho nên ta là cả vô hình hữu ảnh, ẩn sát hàm dình đạo Thích Ca, dình là giữ cái đạo của Thích Ca. Giữ vô vi là không hình tướng, mà hiện giờ không hình tướng là gì? Tức là cái ngôi thờ Tam Bảo của Bác Anh Gia mà. Đức Thầy dùng cái danh từ ngôi thờ Tam Bảo là ngôi thờ tượng trưng cho không tướng đó, là ám chỉ tinh thần vô vi. Hiện nay trên cái mạng Phật đó là chỉ cúng ba món thôi, là nước, bông hoa và nhang thôi. Ngoài ra không nên cúng một món gì cả. Bàn thờ ông bà có món chi cúng món nấy. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dạy là nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn, hơn là ở sự hào nhoáng bề ngoài. Tức là những cái cách thức thờ phượng đó là trở lại lại nội tâm. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ nước là tiêu biểu cho sự trong sạch, còn bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng bán mùi quái trược. Ba cái món này chỉ cúng ở trên cái ngôi Tam Bảo thôi, không uống trái cây bông hay là những cái món gì hoa quả bánh trái gì hết cả. Thì hôm nay chúng ta thấy là cái tinh thần vô vi của Phật giáo Hòa Hảo được cái câu Đức Thầy nói đờn ta giống thiệt không dây. Hôm nay thật ra cái bản đờn đây nó để cho biết trước là cái đạo của Đức Thầy ra đây là cái đạo vô vi, để đem lại cái nguồn chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đã bị tá lạc rồi. Ngàn năm đạo lý giống que bị ngươi thần tú đó bài chè cùng sôi, kinh dĩ sấm ngoài môi đối tụng mà đạo si tồi bại lũng gì ai. Cho nên từ đó hôm nay đó Đức Thầy dùng danh từ đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại góp thâu chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa sát hướng nó truyền lưu nó lấp đạo màu. Cho nên từ đó Thầy ra lời là cải sửa là điên dẹp gác âm thanh sắc tướng tầm vô vi đó kiếm cảnh niết bàn. Bắt đầu ngày trở lại là tầm con người đi đến cho tu vô vi, làm vô vi và hành đạo vô vi. Cho nên chứ là đạo của Đức Phật khi xưa, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tầm kiếm cái không mới có. Ai muốn trở lại tìm cái có thì trở lại tìm cái không là trở lại cái tâm. Muốn trở lại cái tâm thì phải coi học theo cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Đó, dạng vật di tâm, dạng tâm di pháp đó, tức là tất cả các pháp đều vô nơi tâm mình. Nhưng mà hôm nay nếu muốn tìm đó, Phật sẽ trở lại tâm. Cho nên dầu Đức Phật xa xôi trong muôn ngàn diễn giảng thì Ngài cũng giải vấn đề là Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm mà phải tìm kiếm nó ở trong não trí. Tức là muốn tìm Phật phải trở lại trong tâm não của mình. Ngoài tâm không có Phật, ngã tâm tự hữu Phật, tự Phật thị chân Phật, tự nhược vô Phật, tâm hà xứ cầu chân Phật. Tâm mình giống có Phật, Phật trong tâm mình mới là ông Phật thiệt. Nếu trong tâm mình không có Phật thì đi cầu ông Phật thiệt chỗ nào? Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ là đờn ta giống thiệt không dây, là ám chỉ cho trở lại nội tâm nó cô bác anh chị. Vậy thì bây giờ cái thứ nhất nữa, bây giờ cái thứ hai là Đức Thầy khi ra đời tại ở Đức Phật khi ra đời tại Linh Sơn Khứu đó để thuyết, thì lúc đó Ngài thuyết trong năm thời. Tại cái trung tâm của Ấn Độ khi xưa là nơi núi Kỳ Sà Quạt đó, Ngài thuyết trong năm thời tại đó. Cho nên Thầy viết cái quyển nhất trở lại là tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tu vốn thiệt có đờn năm giây. Thì năm giây là năm thời thuyết pháp của Đức Phật khi xưa. Ngài muốn nhắc lại là cái thời thứ nhất Ngài thuyết trong cái bộ kinh A Ngài là Hoa Nghiêm Đại Thừa đó, để độ bậc tối căn thắng sĩ, trên gọi là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Kinh Hoa Nghiêm lúc bây giờ Ngài thuyết 21 ngày, 7 lần 3 21 ngày. Ngài thuyết cái bên kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm để độ bậc tối căn thắng sĩ, không lần rằng Phật pháp không có một giáo pháp cao siêu. Cho nên Ngài thuyết cái bộ kinh Hoa Nghiêm đầu tiên là 21 ngày. Các cái vị thinh văn duyên giác Bồ Tát nghe như đuôi như điếc, không ai hiểu được cái lý Phật cao siêu như thế nào. Cho nên đó là cái thuyết đầu tiên, đó là cái bản đờn đầu tiên, đó là kinh của bộ kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa gọi là 21 ngày. Bây giờ đến cái thời kỳ thứ hai, thứ ba là A Hàm Thập Dị Phương Đẳng Bát. Kinh A Hàm là kinh đó là pháp tứ đế đó, là khổ tập diệt đạo. Đức Phật mới thuyết qua như vậy là 12 năm thuyết kinh pháp tứ đế, 8 năm thuyết kinh phương đẳng, tức là nói qua đó là 12 duyên sanh, đó là hai thời, tức là A Hàm Thập Dị Phương Đẳng Bát.
đến cái thời thứ tư đó là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm 22 năm. Ngài thiết cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí tuệ. 22 năm ngài độ các hàng Bồ Tát. Như vậy là thời kỳ thứ tư. Thời kỳ thứ năm là Pháp Hoa Niết Bàn cổ độ Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn nói qua tứ vô lượng tâm. Đó là năm thời. Ngài mới dùng cái danh từ này, nó nói qua quyển nhất là tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi giống thiệt có đần 5 giây. Tức là 5 giây là năm thời. Năm thời thuyết pháp của Đức Phật khi xưa ở tại Ấn Độ, thầy đang vào đây nè. Cho nên dùng cái danh từ đần ta giống thiệt không dây, không có tiếng kêu mà có tiếng kêu. Đó là tinh thần vô vi của đạo Phật khi xưa đã có sống động trở lại rồi. Đó, cho nên từ đó đó thầy mới dùng danh từ này, vô duyên khó biết lời thầy nói xa, cái người không có duyên đối với thầy đó thì nghe nói là không bao giờ hiểu được đâu cô bác ha. Đó, nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết điên này là ai, nghe rồi thì họ không hiểu được cái ý nghĩa đâu. Nhưng mà chỉ người có nhân duyên đối với Phật Pháp rồi đó thì họ nghe, họ thấu triệt được những cái lý nhiệm sâu màu của Đức Thầy. Cho nên từ đó thầy mới dùng danh từ đờn ta chúng thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Cái người không có nhân duyên đó thì cái phương pháp mà tu học này đó họ không hiểu đâu. Họ nghe nói đờn là đờn thôi chứ không hiểu đờn là gì. Nhưng mà đờn của Đức Thầy là tiếng đờn đó đã đi kêu réo lại là trở lại để nội tâm. Nếu người có tâm rồi đó thì nếu quả tri âm tri ngộ có thì là hiệp lực hiểu hay chưa. Tri âm là ở lòng, mà tri ngộ tức là gặp được cái tâm của mình, gặp được cái lòng. Mà Đức Thầy đã nói ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì trí chi tầm quyền cơ. Tri âm là gặp được một ông Phật đã biết được cái lòng mình rồi, đã biết được cái tâm trạng của mình rồi. Cho nên gặp được thầy thì chúng ta đã quy y được mà tu tập thì không bao giờ chúng ta lầm đâu cô bác anh chị em. Nghe điên giải sau này thơi thảnh đây, có chứ đây là thầy để cho thầy đó, chỉ đường cực lạc giảng sanh, hay là tìm cực lạc đó, đây rành đường ngõ đó, hãy mau mau đó tu tỉnh mới màu. Vậy thì rõ ràng là hôm nay trong hai câu chúng tôi lấy cái phần chú giải cho nó tranh thủ thời gian. Vậy thì đừng ta giống thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa, từ trên tới dưới thượng hòa, hay hơn châu báu ngọc gà giàu sang. Chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu phương bình và đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà. Thôi thì cũng cảm ơn Huynh Mười diễn giải cái đề tài của đồng đạo Dũng mình đưa lên. Thôi thì cũng nói với quý vị mình, trên tay tôi còn một đề tài nữa. Thì bữa nay đồng đạo này có anh Sáu Nhỏ, Sáu Nhỏ Việt Kiều, mà Việt Kiều Campuchia chứ không phải Việt Kiều Mỹ đâu này nọ. Đỡ Việt Kiều Campuchia, nó nghe cũng nghèo lắm nha. Nhưng mà bữa nay cũng vì ham mộ Phật Pháp cho nên cũng đưa lên hai câu: làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền của Phật Thánh Thiên. Như vậy là Đức Thầy biểu mình nhịn có 3 lần thôi hay là sao? Mà đó là chữ nhẫn lời truyền của Phật Thánh Thiên như thế nào? Nhờ ông chia sẻ cho giám chủ cũng như bà con mình ở đây nghe chung, ủng hộ cho Đàm Phát Tay cái đề tài thứ tư hôm nay đi. Và thành thật cảm ơn. Mời anh. Thưa quý vị, giờ đây thì đến cái mệnh đề thứ tư. Thì vô đây cái chú chính, tạm coi là chú chính Việt Kiều. Dạ. Dạ, hồi đó giờ cũng lâu gặp quá, bữa nay gặp trong cái đợt hợp này chúng đã đưa lên hai cái câu. Vậy thì chú đưa lên hai cái câu là: làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên. Nhưng mà đọc ngược trở lại là: ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân. Rồi mới đến cái câu là: làm dân bá nhẫn thị lương hiền. Vậy thì cái bài này xuất xứ ở đâu? Có phải nằm trong bài Nhẫn Đạo Thời Cơ của Đức Thầy viết à? Mà cái bài Nhẫn Đạo Thời Cơ thầy viết vào năm Canh Thìn 1940 đó. Thì ở đây cô bác anh chị em ai cũng có đọc biết ra cái bài Nhẫn Đạo Thời Cơ của Đức Thầy viết rồi. Thì giờ đây chúng ta mới thấy được cái phần mà Đức Thầy dùng cái danh từ này nó qua tinh thần Tam Giáo luôn rồi. Để coi cái lịch sử của Tam Giáo có 3 điều nhẫn đó. Mà ai là cái người nhẫn cái đạo thánh, rồi ai là cái đạo tiên, rồi ai là cái đạo Phật. Ở đây chúng tôi chưa trình bày theo cái nét chứng minh cho nó sát đề. Vậy thì làm dân bá nhẫn thị lương hiền, mà ở đây ráng nhẫn cho nhà trăm phần dầu khó nhẫn, dạ thưa quan chức phận làm dân. Ám chỉ thầy nói cái chức gì mà nó tụt, chứ cái chức làm dân không có tụt. Nó không có ai bầu hết trơn, nhưng mà cũng không ai kéo xuống hết trơn. Mà cái người mà ngoài cái chức dân mà người ta cho rằng không còn có giá trị của người dân là rồi rồi, nó đã hết trơn, không có ai xài. Cho nên thầy dùng cái danh từ này để nói cái hạ mình, để mà làm một cái người tôi tớ. Khuyên bổn đạo gần xa ghi nhớ, phải thi hành phận tớ cho xong. Tới chừng gặp hội mới mong trở về, chúa cũ mới hồng xưa xa.
thầy dạy mình phải làm cái thấp nhất đó là làm tôi, làm tớ, làm dân. Thành ra cái gì mà khổ não thì bắt dân đền không, dân đền, dân thường không, ta kêu là dân thường đó. Mình là cái người dân thường. Thành ra cái gì mà động mà nhờ Đức nước mà ta cần nhờ cậy đến mình đó, thì mình bồi thường đáp lại trong cái tứ ân, bốn ân của Đức Thầy, gọi là ân đồng bào nhân loại. Vậy thì hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ này nó rất chính xác lắm à. Răng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, cái nhẫn mà đến đâu có chỗ mà khó nhẫn được đó hen. Mà dạ thưa quan chức, phận làm dân, thôi cái này nó quý làm sao. Thầy dạy là dạy cái bổn phận làm tôi, làm tớ, làm dân, làm cái người thấp nhất cái thế gian á. Nhưng mà cái cuộc thấp nhất này cô bác anh chị em còn nghe tiểu sử khi xưa đó, không có ai mà thấp cho bằng cái ông mà khi xưa nó là Hàn Tín à. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ dành lại cái phần sau đi à. Bây giờ trở lại làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên. Vậy cái đạo Phật nhẫn như thế nào? Và cái đạo Tiên nhẫn ra sao? Rồi cái đạo Nho đó là đạo Khổng Tử nhẫn như thế nào? Ở đây chúng tôi trình bày theo nét thứ nhất đi, là cái ông Tử Trương khi xưa học trò của Khổng Tử trong 72 vị lớn đó, Thất Thập Nhị Hiền, 72 người đệ tử lớn của ông Khổng Tử khi xưa là ông Tử Trương. Ông học cái đức nhẫn của bác anh em mà. Một hôm ông muốn ra làm quan, cho nên ông mới đi vào chầu Khổng Tử để mà xin một câu đi giữ mình. Tử Trương dục hành tự ư, phu tử nguyện tứ nhất ngôn, dĩ tu thân chi yếu. Cái nguyên văn nó là ông Tử Trương muốn ra làm quan, nhưng mà mới đến nơi để chầu gặp Đức Khổng Tử xin hỏi một câu để làm chân giữ mình. Thì lúc bây giờ ông Khổng Tử mới đưa lên, ông nói bách hạnh chi bổn, nhẫn chi di thượng, trăm nết làm gốc, nhẫn ấy là hơn. Trăm cái phương pháp mà tu tập nó chỉ có phương pháp nhẫn đứng đầu. Thì lúc bây giờ ông Tử Trương không biết nhẫn như thế nào, mới quỳ xuống thưa với thầy: Hà chi, nhà hà nhi nhẫn chi, thưa thầy chẳng biết thế nào gọi là nhẫn. Thì lúc bây giờ ông Khổng Tử mới đưa ra trong cái bộ sách đại học của bác anh chơi mà: Thiên tử bất nhẫn quốc không hư, chư hầu bất nhẫn tán kỳ xu, huynh đệ bất nhẫn các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ý sơ, mà tự thân bất nhẫn đó là quả bất trực. Nghĩa là vua lớn chẳng nhịn thì nước nghèo trống, vua nhỏ chẳng nhịn thì phải tù tội, anh em chẳng nhịn thì phải cách xa, chồng vợ chẳng nhịn thì ác chia rẽ, còn thân mình chẳng nhịn thì hoạn nạn đã tới hoài. Thành ra từ chỗ nói đó nên chữ nhẫn đó nó mà ông đi dạy đâu của bác anh em. Cho nên hôm nay đó là chữ nhẫn là chữ tương vàng, nếu ai biết nhẫn rộng đàn dễ đi. Ở trong cái ca dao nó ai mà biết nhẫn nhịn được thì cái đường nó đi rộng lắm đó cô bác anh em à. Cho nên từ đó hôm nay nó tôi nhớ là không lầm. Trong một gia đình nếu cái người vợ biết nhẫn nhịn người chồng thì được hạnh phúc của bác anh hạnh phúc. Một hôm ông chồng ông đi ruộng đó, ông trở về đã trưa rồi trở về mà cái bà vợ ở nhà lo giặt đồ, rồi quét nhà vệ sinh này kia, rồi trưa đi là chưa có nấu được cái nồi cơm. Thì ông chồng trở về, khi trở về rồi đó ông mới kêu giờ này cơm chín chưa, dọn ra ăn coi. Thì cái bà vợ biết khôn khéo đó mới nói: Thôi anh ơi, hồi sáng giờ em bị bận chuyện gia đình, con cái nó nhiều, rồi giặt đồ giặt rửa chén này kia nó cũng quá là nó nhiều chuyện bề bộn, cho nên cơm nước nó chưa có xong. Thôi anh làm cho cái giống đây rồi uống miếng nước cho nó đỡ khát đi hen, rồi chút xí cái cơm chín mình ăn. Nếu nói như vậy thì ông chồng ông đâu có làm cái gì, nhưng mà ngặt có cái bà vợ bá làm lại. Bà nói: Cha đi động có một chuyện à, còn người ta ở nhà cả trăm chuyện, muốn làm cha ha, làm cha lên nhà thờ kìa. Trời ơi, nói cái kiểu đó còn sót lại nữa. Thì cái ông chồng đâu dễ gì ông nhịn được. Ông nói: Tào nông, tào đã đói bụng, mà mày đàn bà hư giấc này mà chưa có cơm hả, mà muốn xưa mà muốn nghĩa là cơm với tao ha, tao cơm cho mà coi. Thì ông chồng mới bà vợ chưa vậy mà còn đưa cái mặt nói: Nè giỏi quánh quánh đi, đưa cái mặt vô kênh, tôi nói không vẽ mặt xanh đó tôi thua đó. Cho anh Tào thở tay quá vậy. Cho nên chồng lớn tiếng vợ phải bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê. Chữ khê là khét đó. Chứ cái cơm mà lỡ nó sôi lên rồi mình ru riêu lửa đó, còn này đun lửa vô tình không vẽ mặt xanh sao được. Phải vẽ mặt xanh rồi đó. Cho nên cái chữ nhẫn mà nổi vấn đề gia đình thôi, nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, mà phận xương tùy đó chồng vợ nhịn nhau. Phải biết nhẫn nhận việc ông chồng, mà ông nhẫn đó ông xuống nước thì bà vợ cũng phải vậy đó. Cho nên chồng chồng nói đất mà vợ lại nói trời, một nhà không thuận ở đời sao xong. Ông chồng đã nói chuyện cho đất, còn bà vợ nói chuyện trên mây xanh á. Vậy là không có cỡ số được. Cho nên từ đó hôm nay thầy dùng cái danh từ nhẫn phụ mẫu ngụy trang hiền sĩ, phận xương tùy để chồng vợ nhịn nhau đó. Cho nên từ đó hôm nay đó tu lọt sửa trọn ân tình, tào khăn chồng vợ bố kình đồng phai, biết được cái tình chồng vợ thân hạnh phúc,
nhưng mà biết nhẫn nhịn lẫn nhau của bác anh chị em. Ở đây chúng tôi kể cái mẫu chuyện ở địa phương tôi cho bà con mình nghe. Cái này nói chuyện xưa rồi. Ở địa phương tôi đó có hai vợ chồng, tối ngày đó nghèo lắm, không có ruộng rẫy gì hết, nhưng mà có cái nghề đi móc lúa. Vậy là bữa nọ cái bà vợ nó mới lãnh cái trách nhiệm là bữa nay ăn ở nhà nghe, bữa nay để tôi đi móc lúa. Đi xong không biết bà đi ra móc lúa nhầm cái bữa nó nắng gần như 40 độ. Quá trời nắng quá là chá lạc con mắt rồi. Đi móc về sao không biết gặp cái ông chồng mới sùng bố rồi. Mới nói dùng cái thứ đàn ông làm biếng ở nhà lánh nặng tiền nhẹ mà làm cái gì nhẹ không, mà người ta đồng bà ta nhờ đàn ông phận cắt đằng phải nương bóng tùng quân, cái người đàn bà tay yếu chân mềm phải nhờ cái người đàn ông, mà cái thứ đàn ông cái xương sống và sọc và làm biếng nghề nha, cái thứ này mà tao không chứng trời Phật đạo chứng tụi bay, trời ơi mắng ông chồng ta nó xấu xả. Thôi vậy trong lúc bây giờ giấc chiều cái ông chồng cũng ông làm thinh quá, thôi kệ, tại nắng quá nắng rồi gì nói gì nói. Chèo ông chồng cũng rồi bà vợ cũng xích con ra không nói như vậy nữa. Nó dùng cái thứ làm biếng lánh nặng đều nhẹ, đàn ông mà cái thứ mà là thứ này là không chết yểu thôi được. Tao mà không chứng trời Phật nào chứng mẹ phải nói vậy đó em. Ông răng ông cúng ở trong mà ông lại tao nay hết sức rồi, trong rồi ông nhịn nó thôi kệ để thầy nói ai chỉ mắng tụi ta giải điếc kệ nó như người ngoài đi. Cúng bên trong rồi ra tới cái bàn thông thiên của bác anh em mà, ra bàn thông thiên ông vừa nguyện rồi đó. Ông vừa quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện. Cái hương chưa kịp đứng dậy chấm cắm nữa, bà vợ xách đứa con đi theo, dùng cái thứ mà làm xương sống mà già sạch ta dòm thấy ta biết rồi, dùng cái thứ là biếng. Cái thứ này là trời đất mà không có tru di tụi bay mà giết tụi bay hết chết đó em, thì bay cũng phải chết sớm. Tao không chứng trời Phật nào chứng bay dùng cái thứ nồng là ông mà làm biếng chữ mắng ta nó xấu xả. Vậy nên từ đó mình thấy vấn đề cái chuyện nhẫn nhục là một sự quan trọng của bác anh em, quan trọng lớn. Hồi xưa nó tới giờ nó cái chữ nhẫn mà viết theo hán văn đó, ở trên có cái chữ đau, viết thì hán văn ở trên có chữ đau, ở dưới nó có chữ tâm là tim đó. Cái đau mà nó đâm vô trong tim đó mà có chịu nổi hay không, dễ chịu nổi được gọi là nhẫn đó. Theo trong hán văn của ông Khổng Tử viết là cái chữ nhẫn là như vậy đó. Cho nên từ đó hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ này để nói hiện nay đó, muốn làm trong một giáp mà ân cần si tính, mà muốn làm hiền đó ráng nhịn đừng than. Thành ra gì đó tôi nói cái vấn đề này là nói về hình thức nghe. Nhẫn bên ngoài là dễ nhưng mà cái nhẫn mình là khó. Mình nhẫn mình là khó. Tại sao vậy? Là vì mình không chịu kiên nhẫn được tự mình. Để tránh xa những giới luật mà Đức Phật đã răn cấm mà tái lại mình đã phạm vào, nên gọi là mình nhẫn mình là khó, mà mình nhẫn người là dễ. Nhẫn bên ngoài về hình tướng nhưng mà nhẫn về tâm này đó, cái dục vọng nó đòi hỏi rồi đó, nó đòi ăn đòi uống rồi là cái thị dục mà mình đã ham muốn ở thế gian này. Mà mặc dầu Đức Thầy nói cõi hồng trần các chuyện mến ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Những gì còn ưa còn mến thế gian mà mình chưa nhẫn được, chưa nhịn được, vẫn còn làm thì chưa phải là nhẫn được. Cho nên nhẫn với người là dễ nhưng mà nhẫn với mình là khó đó cô bác anh chị em. Quý vị có đồng ý không? Cho anh đầu khó tay à. Cho nên lấy được thành là dễ, thắng được muôn binh là dễ, nhưng mà thắng được lòng mình là khó. Đó, nếu thắng được lòng mình thì là một cái chiến công oanh liệt nhất ở trong cái lời danh ngôn của thời kỳ Pháp thuộc. Thành ra từ đó hôm nay cái người tín đồ Phật giáo của họ chúng ta phải thắng mình, nhẫn nhục được mình nữa là thắng được mình nữa là mới là hay. Tôi nói nổi cái ăn chay thôi cô bác anh chị, mình nhường tất cả những cái đồ ngon béo ở thế gian này cho những người khác ta, mà mình mà dám ăn chay muối dưa đạm bạc rau này thiên nọ, những cái đồ đạm bạc ở thế gian mà mình ăn cho nó qua ngày cả tháng thôi, cũng đừng chê lạc chê chay muối dưa đạm bạc mà dở hay chớ này. Cũng đừng phụ bắp chê khoai đến khi thắt ngặt lấy chi đỡ lòng, rào lăng bông súng cũng xong xin có đỡ lòng, khỏi đói thời thôi. Chừng nào Chúa Thánh lên ngôi, trên vua ấm áo dưới tôi mới no lòng. Bây giờ còn hỡi long đông phải sao chịu vậy cho xong một bề. Bây giờ có đồng ý không? Thành ra vấn đề đó, thầy nói rõ ràng mà, phận tu hành đạm bạc rau tương miễn cầu được an khương bốn bể. Như vậy thì tương với muối cháo rau đạm bạc, dùng danh từ đạm bạc đó để nói lên vấn đề cái chuyện ăn mình biết nhẫn nhục, mình nhường nhịn lại cho người khác, mà trái lại mình ăn những cái chuyện ta rau tương như vậy, đơn giản như vậy để mà sống, thì đó là theo lời của Phật Thánh đã dạy. Thì thôi bây giờ ở đây chúng tôi trình bày qua từ ngữ rồi đó, bây giờ đến cái chỗ ông Phật. Căn cứ theo trong kinh có kể lại, trong kinh bộ kinh Di Giáo đó, thì một hôm ông Phú Lô Na đi qua cái xứ Cho Mana để giảng đạo. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi ông Phú Lô Na, này Phú Lô Na, ngươi muốn đem đạo ta ra mà truyền cho dân xứ ấy, nhưng mà dân xứ ấy rất cực kỳ hung ác. Nếu nó đã chẳng nghe lời dạy của con,
mà nó còn dùng lời nói nặng nhẹ mắng chửi con đồ con, mày nghĩ sao? Rồi thôi bây giờ ông Phúc Đô Nam mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ con nghĩ họ là người tốt, là vì họ mới có chửi mắng con thôi chứ không có dùng cây đá mà đánh đập con, cho nên con nghĩ họ là người tốt. Thì thế giờ Đức Phật mới hỏi thêm, này Phúc Đô Na, nếu ngươi muốn đem đạo ta mà truyền cho dân xứ ấy mà dân xứ ấy đã không nghe mà còn dùng cây đá mà đánh đập con, rồi con mới nghĩ sao? Thì ông Phúc Đô Na mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con nghĩ họ là người hiền, vì họ mới dùng cây đá mà đánh đập con thôi chứ không dùng dao bén gươm nhọn mà giết con đó phải chứ. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi thêm cái câu thứ ba này, Phú Luân Na, nếu nhà ngươi muốn đem đạo ta mà truyền cho dân xứ đó mà dân xứ đó đã không nghe mà còn dùng dao bén gươm nhọn mà giết con đến phải chết, rồi con mới nghĩ sao? Thì bây giờ Phú Luân Na mới quỳ xuống bạch Thế Tôn, bây giờ con nghĩ họ là người ân nhân của con, lì nhờ họ mà con thoát được sát thân đau khổ và giả biệt cái cõi đời khốn nạn này, cho nên con nghĩ họ là người ân nhân của con. Thì bây giờ Đức Phật mới khen, hiền thai, phải thai, này Phú Luân Na, ngươi nhẫn được như vậy mới phải đem đạo của ta mà truyền cho dân xứ ấy được. Quả thật về sau Phú Nô Nô thành công rực rỡ tại xứ Châu Mana, đắc đạo là giờ có đức nhẫn đó cô bác, đức nhẫn. Cho nên cái chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên, đó là một nghe. Bây giờ đến ông Tiên, ngày xưa khi ông Huyền Thun Gió Tổ muốn truyền đạo cho ông Lão Tử, bây giờ ông mới hả cái họng ra, ông hỏi ông Lão Tử, nè con coi cái răng của thầy có còn không? Thì ông ở trên dưới là 70 tuổi rồi, răng rụng hết rồi. Thì lúc bây giờ cái ông Lão Tử nó quỳ xuống thưa tiên sinh, răng tiên sinh đã rụng hết rồi. Thì lúc bây giờ ông mới ngậm miệng trở lại, rồi ông le cái lưỡi ra, ông nói con coi cái lưỡi của thầy còn không con. Thì trong lúc bây giờ đó, ông Lão Tử mới bạch thưa tiên sinh, lưỡi tiên sinh vẫn còn nguyên vẹn. Thì trong lúc bây giờ đó chỉ có le lưỡi với nha răng thôi mà truyền cái bí pháp. Lúc bây giờ đó ông Huyền Thông Giáo Tổ, ông hỏi con à, việc đời chỉ có thế thôi, con hiểu được ý thầy chưa? Chỉ có nói câu hai câu thôi. Thì lúc bây giờ ông Lão Tử liền đắc được cái ý, quỳ xuống thưa với tiên sinh, có phải tiên sinh dạy con cái câu là thiệt nhu trường tồn, sĩ cương tắc chiết, nghĩa là răng cứng răng phá rụng mà lưỡi mềm lưỡi còn hoài, có phải không vậy tiên sinh? Thì từng đó ông Huyền Thông Giáo Tổ gật đầu, ông nói như vậy con đã hiểu được ý thầy. Cho nên nhẫn thị thân chi bảo, bất nhẫn thân chi ương, thiệt nhu thường tại khổ, sĩ chiết chỉ dị trung, nghĩa là nhẫn là vật báo nơi mình, nếu bằng chẳng nhẫn muôn nghìn tai ương, lưỡi mềm nên mãi còn thường, răng cứng phải gãy hai đường phân hai. Đồng ý không cho nào hỏi ta? Đó là cái đầu tiên nghe. Bây giờ đến cái đạo nho mà chúng tôi kể hồi nãy rồi, đó là tứ trương. Vậy thì giờ đây Đức Thầy dùng cái danh từ nói qua tinh thần tam giáo là chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên, rồi bây giờ đến cái chỗ là gương trước hân tầng hàng tính nhẫn đã không khổ nhục mà khỏi ưu phiền. Vậy là hàng tính khi xưa đó ở nước Sở đó, lúc bây giờ đó ông đã ra chợ thường đi thì mang cái thanh gươm bên mình đây nè, nhưng mà gặp cái đồ có bọn du côn đó ở ngoài chợ, nó thách, nó nói nhà ngươi đi đâu cũng mang gươm, nó có giỏi đấu giỏi với ta, nó nếu mà hơn ta thì làm huynh, còn hả thua ta thì có làm đệ. Thì thưa quý vị, hàng tính lúc bây giờ cái võ của ông là 18 món binh thơ võ khí mà, nhưng mà ông nghĩ rằng bây giờ đấu giỏi cho nó mà giết nó thì mình chỉ ở tù thôi. Cho nên ông liền nói thôi, bây giờ bọn vô con nó giao, nếu không chịu đấu giỏi với ta thì nhà ngươi phải chung lòn cái trôn của ta. Nó dở cái giò lên, nó nói là chung lòn khỏi cái trôn ta thì ta tha mạng sống cho. Thì hàng tính lúc bây giờ mới hạ mình, liền chịu nhục mà chung lòn với cái gã vô con ở giữa trợ đông người. Người ta vỗ tay, người ta chê hàng tính biết bao nhiêu. Hàng tính là cái người tham sống sợ chết, nghĩa là dám chung với cái trôn của cái bọn vô con để mà hạ mình, để mà chịu sống như vậy, thiệt là nhục làm sao. Nhưng mà không ngờ cô bác anh chị mà, vì sao hàng tính sẽ để ra là giết được nó là vua Tần, hạ sát được vua Tần, đã lập nên một cái công nghiệp lớn lao trên dưới 800 năm. Cô bác anh chị em trong quyển nhất Đức Thầy dạy chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giả như hàng tính nó đợi thời lòng trôn, đến sau danh nổ như cồn, làm cho hạng võ có mất hồn, mấy khi chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính nó vậy thì bố cao. Việc đời phải có trước sau, điên khùng cờ dại mà cao tu hành. Thầy so nó cái việc làm của Đức Thầy y như vậy đó. Thì thôi cô bác anh chị em thấy vậy thì hôm nay Đức Thầy dùng cái danh từ làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật Thánh Tiên, gương trước hơn tầng hàng tính nhẫn đã không khổ nhục khỏi ưu phiền. Giờ đây chúng ta học theo Đức Thầy để ráng cố gắng để nhẫn nhịn, để chi vậy? Để đời lấy cái đức độ đó chúng ta thắng được trong cái bài bát nhẫn của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy, nhẫn năng xử thế thệ nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hưng lân hòa ý hỷ,
nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đất bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vận sự, nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên. Sau khi thành tựu đủ đạo nhẫn rồi, không có cái giàu gì bằng cho con người biết được cái đức nhẫn. Cho nên từ đó mấy thầy mới nói cái câu chót cùng là nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên. Thì thưa cô bác anh chị em, thời giờ có hạn, vậy thì chứ thời giờ trao đổi cô bác anh chị em cũng được 4-5 cái đề tài. Và đây trong một sự chia tay, chúng tôi cũng xin hẹn lại với toàn thể cô bác anh chị em. Ít có cái dịp mà chúng ta có cái cơ hội ngồi lại như thế này đó để chúng ta trao đổi qua giáo điều của Đức Tôn Sư đâu. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy được cái cơ trời đã khiến đó, cái cuộc thiên tai động ách mà tất cả các nơi đều chịu ảnh hưởng Âu Á và nhất là ở bên miền Bắc. Hiện nay đó, đồng đạo chúng ta lấy cái tâm từ bi đó mà thương xót đó, đem ra cứu trợ trên đó rất nhiều cái đoàn cô bác anh em, rất nhiều đoàn cứu trợ. Thì chúng ta thấy được cái miền Nam chúng ta đây, nó có cái miền Tây Nam Bộ chúng ta được có Phật ra đời. Cho nên hãnh diện thay cho hiện nay Đức Bình Giáo Chủ. Nào ta có nói vướng càng về An Giang tỉnh rõ ràng ai hay. Cho nên từ đó hôm nay đó là ngày trở về cái đất nước miền Nam để lập được cái đạo đây, rồi đồng thời che ẩn lại tất cả những cái số người có căn duyên đối với Phật Pháp. Tu hành hiền đức thảnh thơi ngay cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Cái người tu tập được y như vậy thì bao giờ Đức Thầy bỏ đâu cô bác anh chị em. Người tín đồ nào hằng ngày dâng lời Phật dạy, ráng lo học hỏi tìm kiếm đạo màu, quý trọng chuyện lành, thì Đức Phật thường gần gũi hơn là đứa đã dạy nhiều lần chẳng chịu nghe theo. Cho nên từ đó hôm nay chúng ta đang cố gắng học giảng học kinh, rồi đồng thời thường khi mà rảnh rang đó chúng ta đem sấm kinh của Đức Thầy ra, lúc rảnh việc đồng sâu chở búa đem sấm kinh tự của Thầy ban đọc cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Thời gian rảnh rang chúng ta dạy thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường quay kệ giảng mà giữ gìn phong quán nước nhà. Giờ đây chúng ta ráng giữ được cái tập quán y theo lời của Đức Thầy dạy, hãy ráng sức thi hành, sẽ có Thầy ủng hộ, bao giờ Thầy cũng ủng hộ một bên của bác anh. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đảo lai, dầu là ở Tây Phương Cực Lạc chăng hay nữa, Đức Thầy cũng trở về nghe cô bác anh chị em. Cho nên thường thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lành đức ân. Tức là từ đây sắp tới đó cô bác anh chị em nào làm những việc chánh chân, làm những việc tà dại đều có cái sự trả báo liền tại chỗ đó cô bác anh. Đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Thôi, thời gian có hạn, trong giây phút gặp gỡ, mong rằng cô bác anh chị em mình đáng tin tiến thêm lên, làm những việc công đức hiện giờ nhờ sự ba cõi cộng đồng ân xá, chúng ta tu một ngày mà đắc được cả 10 ngày. Xưa tu 10 mới là đắc đạo, nay tu một đắc đã có dư. Cho nên nghèo hèn một bữa chai trường, hơn người giàu có ăn thường một trăng. Đáng cố gắng nghe. Thôi thời giờ có hạn, trước khi giả biệt, chúng tôi không quên đốt nén hương lòng nguyện cầu hồng an tâm bảo và quan lên cứu Đức Thầy, trên gia trì hộ độ cho hương đương người quá cố trong ngày chánh lễ, cũng như cửu quyền chung của chúng ta về cõi âm, khi nghe qua giáo lý Phật giáo hòa hảo đồng được siêu hóa trở về cảnh an lành chư Phật. Và cả cõi dương chúng ta đồng phát tâm bồ đề dũng mãnh tinh tấn tu hành, để đợi chúng ta làm hai điều của Đức Bình Giáo Chủ dạy là nợ thế âu thon tròn nợ thế, đường tu sớm liệu chuyển đường tu. Và đến đây chúng tôi chấp dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.